cái đình đâu bạn. Này thì mình cái này theo cái này hồi xưa này cái đình bạn. Cảm ơn các bạn quay lại kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Hôm nay thì mình đi đến cái điểm du lịch này khá nổi tiếng các bạn. Điểm dừng chân ở Sóc Trăng nha. Đây là mình chia sẻ các bạn cái khung cảnh bên ngoài đây. Ở đây rất là mát. Mát tuyệt vời đúng không? Đi tiếp tục đi xung quanh để chia sẻ các bạn nha. Mát ha. Trời, mấy con cua. Mua vô mua. Muốn ăn thử đấy. Lên cởi cua kìa. Dạ dạ. Vô mua thử ăn. Hả? Mua kìa. Đây mấy con cua nhưng mà đây bằng cái này bằng gỗ hết phải không? Đây này. Đây là cái gỗ quý các bạn. Mấy cái gỗ này gỗ quý. Không. Đặt xưởng bên kia kìa. Đây vô trong cái khu mà mua bánh đặc sản ở Sóc Trăng các bạn. Bánh bí Sóc Trăng. Bánh chai hả? Đi tiếp 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 tiếp. Mè đen, sầu riêng, bánh chai, bánh bí chai ha. Ha. Đây khu trưng bày bán bánh đặc sản Sóc Trăng à, bánh bía. Qua khu bên kia rồi sao? Đâu có đâu mắc đâu. Dạ, có giá không? Bốn mấy ngàn à. Vậy hả? Đây là trong lò bánh luôn đó các bạn. Không sợ bị nhầm lẫn gì đâu. Nè, lên 49 ngàn nè. Vậy hả? Dạ, đáng không? Dạ trả luôn nha. Bánh mía không hồi mình mua bánh in, bánh in bên kia kìa, có bánh in nè. Bánh 46, 60. Mình một cái này đi. Cái bự mà phải không? Một cái quay lên qua đây đi giáp vòng cái cái bự mà kệ đi. Đậu sầu riêng đâu có mắc đâu. Ừ, rẻ hơn bệnh bằng giá ở chợ nè mà cái này là chất lượng mà. Này nó đậu sầu riêng. Cái ngày hàng sử dụng là ngày mấy? Ngày 11 tháng 7. Mua này được rồi, mua nhiều vậy? 11 tháng 7 lận. Mua nhiều vậy ăn không hết. Mấy tháng luôn, 3 tháng trời. Mua này đó hả? Đi. Mua này đó hả? Ok, đi tiếp qua bên kia mua cây bánh in nữa các bạn. Trong này thì bánh như là khu trưng bày này rất là nổi tiếng. Tại vì khu này khách đi chơi ở cái vùng Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau này mà đi về ghé đều ghé khu nghỉ dừng chân này hết để mua bánh rồi làm lưu niệm mà. Bánh này đặc sản ở Sóc Trăng nha các bạn. Bánh bí Sóc Trăng, bánh in Sóc Trăng này.
in trắng. Đây, bánh bía lạc xưởng Tân, mà không, Tân Huy Viên 26 nè. Một cái này đi, bánh in đi. Ngon hơn, nó lên gì ngon hơn kìa. Hả? Cà chao, cà chao. Cà chao nè. Cái này theo cái này hồi xưa này bánh in bình thường hồi xưa. Bía lạc xưởng. Bánh in. Ủa vậy là trong có nhân nè. Không, bánh in thôi. Bánh in đâu? Chỉ bánh in thôi. Ừ. Này bánh in đậu đậu xanh hả? Kệ mua ăn thử đi ha. Bánh kia bánh in sầu riêng kìa. Sầu riêng thì có bánh mía sầu riêng rồi, giờ mua bánh in đậu xanh đi. Ừ. Ok, mua là cái tiền bên đó mà. Ok, mua ba loại gì ăn thử các bạn. Tại vì nghe nói khu này khá là nổi tiếng đấy. Còn tiền không nha. Sáng đưa 150 ta. 150 được rồi, 150 thối lại. 150. Ok, đi qua đây cái đây em. Qua đây cái đây. Được không? Đứng lên chụp tấm hình cho. Được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Được rồi, được rồi. Tới đây là cái khu lạp xưởng các bạn, xúc xích này. Lạp xưởng hồi lô xúc xích. Ok. Này giá sao đây nhỉ? Bà mua thử coi sao. Nhìn thấy khá hấp dẫn các bạn, rất là ngon nha. Nhìn thấy gì hả? Anh ăn thử nha. Thấy nhìn thấy ngon này. Ờ, thấy khá là ngon đấy. Khu này đẹp nha. Đẹp bán đồ ăn dễ. Hình quá là hình nó đẹp thật đấy. Toàn cảnh đây các bạn. Giá là giá bình dân ha. Bánh tống, bánh xèo, nhiều món lắm rồi. Ừ, nóng. Ăn thử đi. Ngồi trước chắc đỡ mà. Gì? Nãy lên trên ngồi đó không? Ok, giờ qua đây mua một cái một chút nữa bà. Ngủ sao? Ok, bây giờ mình một cái chút. Cái nào em lấy cho, thử cho em lấy cho anh ơi. Dím đây, đang cây nữa. Cây. Một cây. Tổng cộng là 3 cây đúng không? Ừ, 3 cây. Ăn liền. Mấy cây anh? Ăn liền cái gì? Quá à. Rồi, ít thôi nha. Rồi, mình 30. 30 ngàn nha bạn. Còn không? Đi vòng mặt và lên xe.
ngồi trên dưới này chị không nổi đâu, chưa lên nữa trời, biết đường lên không thì lạc đâu nữa rồi.